Rồi, bà con nha, nay theo con chăn thể 10 nè, hút sâu đẩy xa nè, đây xa khoảng 3.000 mét nè, lưu lượng nước là 45 mét khối trên giờ nè con, dẫn là khoảng 3.000 mét, động cơ là khoảng 50 đến 60 ngựa nè bà con. Khi bị dặn ống khoảng mấy ngàn mét, bắn ra thì trên 90 mét nữa con, bắn ra thì thêm 90 mét nữa. Đây dân thể 10, hút sâu đẩy xa 3 giây 3 cảnh đi bà con nha. Chuyên hút sâu đẩy xa, cái này dành máy trên 40 ngựa cho lên mới xài được nha bà con, 40-50 ngựa cho lên xài mới được. Giờ này chuyên hút sâu đẩy xa, cánh quạt này là 6 lá, chuyên hút xây đại đồi nữa con, nặng 50 mấy ký nè con, nguyên phụ tùng nó hai cục này nặng 50 mấy ký, nhắc chạy bà con ơi. Dân thể 10, chuyên hút sâu đẩy xa, rất lớn rồi rồi. Dòng của nó là phải 2.800 đến 3.400, là bà con xài bu lên máy phân trên 3 tắc cho lên nha, 24 ngựa bu lên máy khoảng 30 tắc, khoảng 30 phân cho lên, khoảng 30 phân cho lên máy bên bu lên máy á, nó nặng là khoảng 50 mấy ký, 57-58 ký chắc nặng bà con, sức nén rất là dữ nha, gần 3.000 mét đi xa nha. Đó là dân thể 10. Alo. Có anh 24 năm, được đổ là mẫu cũ, đúng rồi 26 năm, dạ 30 năm, dạ. Nhân thể 10 là ống ra một tắc nha bà con, là ống ra một tắc đó, nhân thể 10 là ống ra một tắc này, ống ra 10 phân một tắc, nhân thể 10 là ống ra một tắc nha, ống vô cũng tắc luôn nè con, 10 phân á này, nhân thể 10 là ra một tắc 10 phân đó, khoảng cách từ vô ra là 10 phân, vô ra bằng nhau ra 10 phân một phút rất dữ bà con ơi. Hút đẩy khoảng 3.000 mét, động cơ khoảng 40 ngựa trở lên. Cái bu li bên động cơ là khoảng 30 phân trở lên, là 3 tắc đó. Chẳng mới nổi được này. Chờ cái thể này, nó đẩy xa khoảng 3.000 mét đẩy đòi nha bà con. Đẩy xong rồi bắn ra được khoảng 80 mét, 90 mét nha bà con. Rất dữ bà con ơi. Mà bà con là có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.